Thưa quý vị, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15. Hôm nay, các đại biểu Quốc hội đã thảo luận tại tổ về chủ trương đầu tư dự án đường vành đai 4 thủ đô Hà Nội, dự án đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh và các dự án công trình đường bộ cao tốc giai đoạn 1 là Châu Đốc, Cần Thơ, Sóc Trăng, Khánh Hòa, Buôn Mê Thuột và Biên Hòa, Vũng Tàu. Đây là những dự án giao thông quan trọng có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội các vùng kinh tế trọng điểm của đất nước. Cho ý kiến vào dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô và đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh, nhiều đại biểu khẳng định là các dự án quan trọng tầm quốc gia có tác động làm thay đổi bộ mặt hạ tầng, hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng hai trung tâm kinh tế lớn nhất của cả nước. Hiện nay việc làm hai dự án ý nghĩa này đã là muộn, không thể chậm hơn được nữa vì đã rất cấp bách. Về ý nghĩa phát triển vùng thì có một cái điểm rất thực tế, đó là nếu như đối với đường vành đai số 4 chúng ta đưa vào sử dụng thì giống như một xương sống mà kết nối 7 tuyến đường cao tốc khác nhau. Đây là những cái tuyến mà khi mà có đường vành đai 4 thì sẽ được liên thông, thì tôi nghĩ rằng đấy là một cái ý nghĩa thực tiễn rất lớn. Cái thứ hai đó là khi mà chúng ta có đường vành đai 4 thì toàn bộ 5 cái đô thị vệ tinh sẽ được phát triển. Việc đầu tư hạ tầng cho hai cái địa phương đô thị lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Và công chí đã biết rất rõ là Thành phố Hồ Chí Minh, tôi thì cũng ở trong đấy số 5 thì tôi biết là Thành phố Hồ Chí Minh trong cái thời gian vừa qua là có gặp rất nhiều khó khăn trong sự phát triển. Một trong nguyên nhân rất là cơ bản đó là không có đường vành đai. Tất cả là đều đi xuyên tâm hết. Và chính vì thế nên cái liên kết vùng với các cái địa phương xung quanh như Long An, rồi Đồng Nai, Bình Dương vân vân, Tây Ninh là rất là hạn chế. Thì do đó cái việc mà đầu tư cái vành đai 3 cho Thành phố Hồ Chí Minh là hết sức cần thiết và cấp bách ở cái thời điểm hiện nay. Còn đối với Hà Nội thì bài học khi đầu tư cái vành đai 3 thì cho thấy là cái khu vực phía Tây của Hà Nội là phát triển rất là mạnh. Nếu như tiếp tục được đầu tư cái vành đai 4 thì cái việc liên kết vùng rồi cái phát triển đặc biệt là về phía Tây thì sẽ tiếp tục có cái sự phát triển mạnh mẽ. Thì tôi xin nhấn mạnh thêm về cái sự cần thiết và thể hiện cái sự ủng hộ cao đối với làm cái dự án này. Bên cạnh hai dự án đường vành đai ở hai thành phố lớn, một số ý kiến cũng đánh giá cao chủ trương đầu tư giai đoạn 1 tuyến đường bộ cao tốc Châu Đốc, Cần Thơ, Sóc Trăng, Khánh Hòa, Buôn Mê Thuột và Biên Hòa, Vũng Tàu 3. Được thông qua, đây sẽ tạo ra không gian phát triển mới cho các địa phương có tuyến đường chạy qua. Tuy nhiên, một số ý kiến cũng đề nghị khi thực hiện các dự án giao thông này phải đặc biệt chú ý đến năng lực nhà thầu để đảm bảo chất lượng và tiến độ. Trong cái giai đoạn 21-25 chúng ta đang triển khai một loạt các cái dự án rất lớn. Ngoài cái cao tốc Bắc Nam phía Đông, 5 dự án này thì còn đường Hồ Chí Minh. Cùng một lúc mà triển khai rất nhiều dự án đấy thì chúng ta có đủ nhân lực, đủ đơn vị thi công, có đủ năng lực để chúng ta triển khai không thì cũng mong là chính phủ lưu ý, lưu tâm cái việc này. Tuy nhiên, một số đại biểu cũng bày tỏ băn khoăn về thời gian triển khai các dự án với những cơ chế đặc thù mà quá trình triển khai không được cụ thể hóa và quyết liệt thì sẽ khó thực hiện được trên thực tế. Một câu hỏi đặt ra, nếu chúng ta cho chính phủ cái cơ chế, một số các cơ chế đặc thù, ví dụ cơ chế chỉ định thầu, thì vậy thì cái thể thức ban hành, tức là cụ thể hóa cái cơ chế đấy bằng cái gì? Trong tờ trình này là không có. Bằng nghị định của chính phủ hay là cái gì đấy? Đây chỉ nói là cho chính phủ cho phép là chỉ định ở một số, thì cái chỉ định đấy thì chính phủ mai kia sẽ cụ thể hóa bằng cái thể thức gì? Tôi hỏi về mặt thể chế, cuối cùng nó phải ban hành cái thể chế, còn quốc hội của chúng ta chỉ cho cái chủ trương thôi, đồng ý về mặt chủ trương thôi. Thế còn bây giờ bảo là thực hiện theo quy định của chỉ định thầu của trong luật đấu thầu, nhưng mà đây là cơ chế đặc thù chỉ áp dụng đối với lại những cái dự án này thôi, thì câu hỏi đặt ra là sẽ cụ thể hóa bằng cái gì, thì tôi thấy là chưa có, nên tôi đề nghị là phải rõ cái ý này. Về quá trình triển khai đưa dự án vào sử dụng, nhiều đại biểu cũng nhấn mạnh việc lan tỏa ý nghĩa sử dụng của dự án là quan trọng, chứ không phải dự án nào cũng phải bắt buộc hoàn vốn theo thời gian quy định. Thực hiện cái việc mà kế hoạch về hoàn vốn cho đầu tư cho cái dự án, các dự án này, thì tôi cũng về quan điểm thì tôi cũng có suy nghĩ như chỗ đại biểu Bắc Càng là ngân sách nhà nước. Khi chúng ta đầu tư từ ngân sách nhà nước, mục tiêu chính của là việc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và nó tính lan tỏa của cái dự án là cái mục tiêu
quan trọng nhất, chứ không phải là cái mục tiêu để phải thu hồi lại cái nguồn vốn ngân sách đã bỏ ra. Chính vì vậy mà cái việc tính toán cái việc thu hồi vốn từ các dự án này, đề nghị là chính phủ phải có một cái phương án tài chính cụ thể để cho cái việc thực hiện cái thu hồi vốn này.